Sáng ngày 12 tháng 4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu báo cáo về vụ tụ tập đông người không đeo khẩu trang trong Bệnh viện Bạch Mai diễn ra vào tối ngày 10 tháng 4 khi Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang trong thời gian cách ly y tế tập trung và cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Theo văn bản số 485 ngày 12 tháng 4 năm 2020 do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa ký gửi đến Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nêu rõ, ngày 10 tháng 4, một số nguồn tin gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc tụ tập đông người không đeo khẩu trang trên sân Bệnh viện Bạch Mai. Trước thông tin này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xác minh thông tin trên, đồng thời quán triệt, tuyên truyền, nhắc nhở tập thể nhân viên y tế, người lao động trong bệnh viện cần tuân thủ tuyệt đối các chỉ đạo của Thủ tướng và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cần xem xét xử lý các cá nhân có vi phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện và gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 13 tháng 4 để báo cáo lãnh đạo bộ và báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, báo điện tử Tầm nhìn đăng tải phóng sự hàng trăm nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai vô tư tụ tập hát hò trong thời gian cách ly, phản ánh vào tối ngày 10 tháng 4. Hàng trăm nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tụ tập tại sân bệnh viện để cùng hát, trong đó có một số nhân viên không đeo khẩu trang. Việc tụ tập này xuất hiện sau khi có quyết định gỡ bỏ cách ly đối với bệnh viện này sau ngày 12 tháng 4. Sau khi đăng tải, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi từ phía độc giả. Phần lớn dư luận cho rằng việc này xảy ra tại khu vực có ổ dịch, tổng cộng ghi nhận trên 40 bệnh nhân COVID-19 vẫn trong thời hạn cách ly, lại đang trong thời kỳ cả xã hội đều tuân thủ chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội, nên việc bày tỏ vui mừng tập thể không đeo khẩu trang là rất chủ quan và không đúng tinh thần chỉ thị của Thủ tướng. Trong khi số ít lại cho rằng các nhân viên y tế hát trong bệnh viện bày tỏ sự vui mừng sau nhiều ngày bị phong tỏa cũng có thể thông cảm. Thực tế, trong ngành y tế, có bệnh viện đang bị cách ly dài ngày hơn Bệnh viện Bạch Mai như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đến thời điểm này, nhiều bác sĩ, điều dưỡng đã có gần 3 tháng chưa được về nhà. 100% các phòng ban bệnh viện chưa về nhà kể từ 3 tuần nay, thì việc tụ tập, hát mừng cũng không phải là hành vi nên làm. Hiện cả nước vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung đông người. Cũng được mua bán ra ngoài và